Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay ở nhà nghỉ dịch cho nên có một cái câu đố này rất là hay, chia sẻ cho các bạn cùng giải trí nha các bạn. Thì câu đố liên quan tới vòi nước và một cái khăn tắm thế này. Đó, thì mình sẽ đố các bạn là thế này này. Mở cái vòi nước ra nha. Vòi nước thế này chảy. Rồi cái khăn mình sẽ để ở dưới này. Cho nước chảy mạnh xíu. Đó, khăn dưới này. Đố các bạn làm sao mà không được thả tay ra này. Không thả tay ra. Tức mình lấy cái khăn ra khỏi mà không có ướt khăn, không ướt tay, không ướt người, cũng không được khóa vào nước lại nhé các bạn. Đó, không được nhờ người khác trợ giúp khóa cái này lại, làm sao lấy ra. Đấy, các bạn có thể tự suy nghĩ cách ấy nhá. Ví dụ đưa ra cái thế này là ướt tay là không có được, hoặc mình đưa kiểu này thì nó vẫn ướt cái khăn, nhanh cửa nào nó vẫn ướt khăn hết nhé các bạn. Rồi, để cho nó sinh động thì mình sẽ nhờ một người giải câu đố này nhé các bạn nha. Hương ơi. Dạ. Em. Đây đây. Thì thế. Có việc đố em cái này này. Coi có giải được không nhá. Giờ anh đố em nha. Anh mở vào nước này này. Ừ. Đó, nước đang chảy vậy đó. Rồi anh sẽ để cái khăn đây, em sẽ cầm được này. Đố em lấy cái khăn ra mà không được ướt khăn, không được ướt tay. Rồi, vô thử đi. Nếu mà thắng á thì thích cái gì cũng được hết á. Ừ. Vậy thì nếu mà thua thì làm sao? Thua thì anh sẽ rửa chén cho em một tuần. Ok, bao luôn cái nhà luôn. Được. Nhưng mà okay. anh mà thắng á thì sao? Anh mà thắng thì em cũng như vậy thôi. Rồi ok, chơi vậy nha. Rồi làm sao mà lấy ra được? Hơi căng đó nghe. Giật thiệt nhanh nó cũng ướt cái vải là thua. Ướt tay không được, không được nhờ người khác, không được khóa vào nước. Vậy bây giờ tắt camera đi xong rồi. Ướt đầu hay ướt người chứ không được. Đó. Sao mà ra được nhỉ? À, không được giật vải, không được giật vải. Thì mới muốn giật sao đâu, giật mà đâu đủ tốc độ để mà. Em giật được nhưng mà vì sao cái khăn này không được ướt. Tay không được ướt, người không được ướt. Nếu ướt áo, ướt đầu, ướt tay thì thua nha. Cái chỗ này nước đang giọt thì không có tính nha. Không tính nhưng mà em giật thử coi là ướt. Vẫn ướt nè, thấy chưa? Đâu, có thấy đâu, thấy ướt đâu, thấy đâu. Ướt nè. Thấy chưa, vậy là không được. Cái này là do nước đây chứ hôm nay em giật nhanh mà. Thì nào cũng dính hết á. Ướt luôn. Vậy bây giờ làm sao? Đấy, nhắm tình hình là được khỏi phải rửa chén một tuần rồi. Sao dài được không? Chịu. Tự nhiên nghĩ cách thôi. Không được khóa này nha. Thông minh đấy. Ê, nhưng mà vẫn phải bỏ tay rồi. Thả tay ra là không được. Thả tay ra là không được. Khóa vòi rồi, em khóa vòi là đâu có được. Cái này là mở vòi. Khóa vòi không có được. Vậy chịu. Chịu chưa? Chịu rồi. Vậy là rửa chén một tuần cho anh nhá. Rồi ok. Còn anh giải không? Giải đi, giải đi. Anh giải đơn giản, đã đố được là giải rất là dễ. Xem giải nhá. Ừ. Giải rất là độc đáo, coi này. Không ướt cái khăn tí nào hết luôn nhá. Ơ, bỏ tay ra rồi. Đấy, đặt lấy ra đâu, khi nào lấy ra thành công thì nó không ướt là được. Nha, bắt đầu này. 1 2 3. Sao không ướt tay không? Trên gian dám bảo là được dùng một có thể dùng một số biện pháp thì mình chơi. Không biết nhưng mà miễn sao là lấy cái khăn ra không ướt tay, không ướt khăn, không ướt quần áo. Ờ, về thắng rồi. Rồi chén tuần nhá. Ok. Rồi.